Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Theo thông tin AFK Mobi có được, thì tựa game chiến thuật kiểu mới Legend of Hero M, Anh Hùng đã hoàn tất khâu Việt hóa và dự kiến sớm được công ty cổ phần Travelet Việt Nam ra mắt trong tháng 2 này. Legend of Hero M, Anh Hùng là tựa game SLG thế hệ mới khi dung hợp rất nhiều lối chơi đi kèm nội dung mới mẻ vào phần gameplay. Dấn thân vào game, bạn sẽ phải đi thu thập tài nguyên, phát triển công trình đúng kiểu Heroes of Might and Magic. Tiếp đó là ra sức rèn luyện quân đội, bố trí đội hình, mở rộng lãnh thổ và khám phá nhiều vùng đất bí ẩn trên bản đồ thế giới mở mang đậm chất thần thoại phương Tây. Sau khi đủ điều kiện, bạn có thể bắt đầu dẫn quân sang đánh chiếm các vùng đất khác trong một chiến trường thời gian thực đầy rộng lớn với sự tồn tại của nhiều thế lực thù địch khác nhau. Cộng thêm sự góp mặt của những đơn vị có khả năng hủy diệt cao như chiến thú, hiệp sĩ, anh hùng, thiên thần, ác quỷ, pháp sư, vân vân và phép thuật bổ trợ mạnh mẽ đến từ bộ kỹ năng chiến tướng lẫn bảo vật. Cứ thế, ai đào tạo được một đội quân tốt hơn hoặc có chiến thuật thông minh sẽ trở thành người chiến thắng. Nhiều loại chủng tộc, anh hùng và tín ngưỡng cho bạn chiêu mộ. Nhiều kiểu bản đồ, địa hình, phó bản, chiến trường khác nhau cho bạn chinh phục. Thỏa sức điều binh khiển tướng, vận dụng mọi chiến thuật để giành phần thắng. Chiếm lấy mọi tài nguyên, bồi dưỡng sức mạnh quân đội, rèn luyện chiến tướng để giành thắng lợi. Cùng đồng minh đánh bại mọi kẻ địch, nhất quyết làm vua. Vô số phúc lợi và đặc quyền đãi ngộ người chơi mỗi khi vào game. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi.